Em xin chào toàn thể các bác nhé. Nên lên sóng cho anh em một combo karaoke trị giá 27 triệu đồng. Đó, chỉ với 27 triệu thôi thì anh em có thể là mang cả bộ dàn này về luôn. Vậy trong cái bộ dàn này, trong cái bộ combo này thì chúng ta có những cái sản phẩm nào, có những cái thiết bị nào và nó có chất lượng ra làm sao? Thì bây giờ mời anh em cùng em tìm hiểu về mẫu combo này nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là một đôi loa đã đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Đây là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu là CAF. Đó, CAF anh em nhé. Và cái mẫu CAF này thì luôn luôn là có cái biểu trưng của con cá heo này. Đó, nhìn rất là chất lượng, rất là đẹp, đúng không? Đấy, và model của sản phẩm này nó là mã model Navo 112. Đó, em sẽ quay ra phía sau để anh em có thể là thấy thêm thông tin nhé. Đó, bên dưới đây chính là mã model này, Navo 12 này. Công suất liên tục của dòng loa này nó chính là 400W, lớn chưa anh em? Đấy, trở kháng là 8 ohm, và đặc biệt nữa là độ nhạy nó lên 98 decibel. 98 decibel thì anh em có thể thấy là độ nhạy nó rất là lớn rồi. Đó, tiêu thụ công suất cũng không cần phải công suất quá lớn, chúng ta có thể là sử dụng được rồi. Và đáp tuyến dần số cũng rất là ấn tượng, nó xuống được tới 55 Hz và dải cao nó lên tới 20 kg anh em nhé. Đó, và đây là dòng sản phẩm do công ty AV Việt Nam phân phối anh em ạ, do công ty AV Việt Nam phân phối nhá. Nhìn rất là đẹp, đúng không? Cực kỳ đẹp luôn. Cái dòng loa này thì nó thiết kế được thùng lạch này, anh em có thể là treo đứng, treo nằm hoặc là đặt nằm loa monitor được luôn. Đó, rất tuyệt vời. Rồi về thiết kế thì dòng này thì nó được thiết kế với là ủ bát 30 và một loa siêu chép. Đây là dòng loa full range. Đấy, tức là nó sẽ đáp ứng được đủ 3 giải tần cho anh em, tức là 3 cái giải bát, giải trung và giải chép nha anh em nhé. Nghe rất là tuyệt vời đó. Và tiếp theo thì anh em có thể thấy đây là một cái dòng loa siêu trầm này. Đấy, trầm này cũng là trầm của NA. Đấy, hàng chính hãng NA anh em nhé. Tem chính hãng này. Đấy, và cái dòng sản phẩm này thì nó được cũng trang bị là bát 30, nhưng công suất nó lớn hơn loa một chút. Công suất của trầm này nó lên tới 450W, 450. Đó, thì đây là cái dòng trầm điện, nó thiết kế thì rất là vuông vắn này. Đấy, hàng chính hãng, bảo hành cho em 1 năm. Và cái dòng sản phẩm này thì hiện tại đánh giá về cái chất âm ấy, thì chúng em cũng đã test rất là kỹ. Đã so với tầm giá thì em thấy rằng nó quá là ok. Đó, quá là ok, bởi vì cái tiếng của anh, tiếng bass của nó rất là gọn. Nên xíu nữa chúng ta sẽ cùng test nhé. Tiếng rất là gọn và nó kết hợp với những cái dòng full này thì cảm giác nó rất là ăn ý, nghe rất là hay. Đó, và nếu mà nói về giá bóc tách thì con này em đang bán giá là 4.600.000, 4.600.000 anh em nhé. Đó, bass 30. Mạch của nó là mạch cán HD, mạch con này mạch cán HD nhé. Đó, chứ không phải là mạch nguồn vuông đâu, mạch biến áp đâu. Cán HD thì công suất nó sẽ lên được cao hơn. Đó, và đây là một chiếc đẩy nền vang anh em này. Đó, đẩy nền vang thì con này đến từ thương hiệu là Gia, có mã S6500 HR. Đó, cái mẫu này thì anh em thấy rồi, bên em bán rất là nhiều với những mẫu Gia S6500 này, bởi vì là về cái chất âm, tiếng nhạc, tiếng mic, tiếng echo đều đáp ứng được cho anh em. Đấy, và nó thuần Việt. Đấy, nghe hát đều hay. Đó, đấy là cái lý do mà rất là nhiều anh em quan tâm và yêu thích. Và đặc biệt một cái điều nữa là cái dòng này nó rất là bền, da rất bền anh em ạ. Đó, em bán rất là nhiều nhưng mà thật sự là để mà phải bảo hành ấy thì lại không phải lo. Đấy, vì nó đã bền rồi, linh kiện chất lượng nó cao. Thì chính vì vậy nên là cái độ bền của máy sử dụng bao giờ cũng yên tâm hơn, đúng không ạ? Thì đấy là về vấn đề là Gia, đặc biệt là cái dòng sản phẩm này á, thì nó lại đầy đủ các cái tính năng cho anh em. Nó có cổng quang, có Bluetooth, có đường USB, tức là nó có đủ các cái đường để anh em có thể dễ dàng kết nối tới nhiều thiết bị, đúng không ạ? TV thì anh có thể kết nối cổng quang, điện thoại thì anh em có thể bắt Bluetooth. Đó, hoặc là anh em muốn chơi nhạc chất lượng thì chúng ta có thể sử dụng USB. Đó, thì đó là những cái tính năng rất là hay ở trên cái dòng S6500 này. Đấy, và cuối cùng thì bên trên này thì em đang có một bộ mic này. Đây chính là bộ mic không dây đến từ thương hiệu là VKTV. Đó, VKTV có mã là VK600 anh em nhé. Đó, dòng mic này thì nó được trang bị cũng đầy đủ các cái tính năng như là chống sốc này, rồi tự ngắt này. Đó, nó tiết kiệm pin cực kỳ luôn.
đã sử dụng một một đôi pin anh em có thể hát được 4 đến 6 tiếng. Đó, tức là một đôi pin thì chúng ta hát một buổi thì là thoải mái luôn. Đó, thì anh em có thể là yên tâm sử dụng với những cái dòng mic không dây này. Đặc biệt là cái chất âm á, nó cho ra nó rất là đều. Đó, cái tiếng mic của chúng ta nghe nó rất là nhẹ và bay. Đó, và mic này thì đều được trang bị vỉ tím hết anh em nhé, đều được trang bị vỉ tím hàng chính hãng. Đó, tổng một gói combo này hiện tại chúng em đang có mức giá chỉ tầm 27 triệu. Đó, đều được là hàng chính hãng. Đó, kết nối thì rất là dễ dàng. Đó, và cũng không để anh em chờ lâu nữa. Không để anh em chờ lâu nữa thì em sẽ test một đoạn nhạc sống nhé. Đấy, test một đoạn nhạc sống để anh em cảm nhận về cái chất âm này, xem nó nghe nó có đã hay không, đúng không ạ? Đây, em sẽ mở bài nhạc sống này. Đó. Là nhỏ xinh nhưng thật sự cái áp lực âm thanh khi nó tạo ra nó rất là mạnh mẽ, rất là uy lực, đặc biệt là chiếc siêu trầm này nó cho chúng ta cảm giác tiếng bass nó rất là sâu. Đó, và anh em quan tâm về gói combo karaoke thương hiệu CAF rồi NAZA kết hợp thì có thể liên hệ với bên em để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.